Xin chào các bạn, lại là em Thành đây. Hôm nay Thành sẽ giới thiệu với mọi người đến một cái dây chuyền sản xuất thép rút dây. Đấy là gọi theo mọi người gọi là thép rút dây, theo từ kỹ thuật là quá trình công nghệ gọi là kéo dây, nhưng mà nói theo bên ngoài là thép rút dây của một xưởng ở tại khu gang thép Thái Nguyên, mà dùng cái sản phẩm đầu ra là của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang mà chúng ta đang nhìn thấy trên hình ảnh đấy ạ. Đấy, thì sau đây mời các bạn vào bắt đầu tham quan cái xưởng đó. Đây là sản phẩm của công ty gang thép Tuyên Quang nhé. Gang thép Tuyên Quang. Đấy. Đây là lò ủ của các anh ấy. Đây là cái sản phẩm ra 2.7 ly. Bắt đầu từ sản phẩm, bắt đầu từ đây ạ, rất đơn giản thôi. Qua một cái máy nắn sơ bộ đây. Máy nắn đây. Mình có thể coi đây là cái dây chuyền gô của người ta. Đây là cái máy hàn nối dây, hoặc không may bị đứt thì các anh ấy có thể là hàn lại. Nhưng mà nếu mà chất lượng dây nó không tốt thì mình hàn lại, còn không thì không ạ. Rất chi là đều đặn. Đây là khi mà 2.7 đấy ạ, 2.7 các anh cho xuống 1 ly luôn, không cần phải ủ nước gì đấy ạ, cho xuống 1 ly nhé. Qua 1, 2, 3, 4, 5 đường kéo nữa là xuống 1 ly. Rất đơn giản đây. Nhìn đây không ngủ màu chứ nào, không ngủ đâu ạ. Luôn luôn đi kèm các máy hàn này, và máy mài để hàn nối. Rất đẹp ạ. Đây là để kép kép kép, tức là qua mỗi một cái này thì qua 2 lần kéo luôn.
có 2 lần kéo luôn, tức là 4 cái vỏ lăn này là 8 lần kéo để ra từ 2 đi 7 xuống đây 1 ly. Đơn giản. Đây là hàng SAE. Đấy. Ôm xịt mịn đấy. Hàng quá chuẩn luôn. Đây. Bây giờ cái tuyên quang này của các em làm nó vẫn ok là được đúng không? Vâng. Tức là không đứt. Cái quan trọng nhất là không đứt đúng không? Vâng. Chứ còn nếu mà nó đứt thì nó sẽ giảm cái năng suất đi của mình đúng không? Vâng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc này. Em làm cái nghề này lâu chưa? Em làm 20 năm. 20 năm à? Hồi xưa có chiến đấu đa hội đấy chắc gì không? Có, em làm đa hội mười mấy năm à. À. Tức là học tập ở đa hội nhiều đúng không? Vâng. Ở trên này làm đúng không? Vâng. À. Quá là chuẩn rồi. Thực ra thì mỗi người một nghề một nghiệp làm kỹ thuật nó cũng không nói trước vấn đề gì cả. Cũng có thể cùng một cái máy này nhưng mà nó như cái lái ô tô mà qua một cái cầu cũng có người bị chạm bánh có người không, tức là đấy là cái kỹ năng của người ta, mặc dù là được học về cơ bản là lái xe chẳng hạn. Thế nhưng vấn đề là quan trọng là cái kỹ năng và cái gọi là cái duyên của nghề đối với mỗi con người đấy. Chứ chẳng phải giống ai đâu đúng không? Đây có mấy anh em? Em có 3 anh em. Vâng. Anh em một người làm đêm. Cái một ngày làm được khoảng bao nhiêu tấn cả ngày cả đêm ấy? Cả ngày cả đêm nữa mà riêng dây của dây một ly được 5 tấn. 5 tấn không? Vâng. Hai giả. Hai máy này, hai giả thì được 5 tấn. Còn dây co này thì gần ngày đã được 5 tấn rồi. Ngày 8 tiếng là được khoảng 6 tấn. Cái này hơi lãng phí một tí là mình không làm lưới B40 nhỉ? Vâng. Như đợt anh đi Quảng Trị là người ta làm luôn cả lưới B40 mạ mấy cái thứ ấy. Vâng. Làm như thế thì nó tiện hơn luôn. Cái quan trọng đầu ra nó đúng không? Ở trong Quảng Trị thì nó mang sang bên Lào với lại người ta làm trang trại nhiều ấy. Cái nhu cầu về cái lưới B40 nhiều lắm. Vào có một chị ở tận Nghệ An, chị vào chị ngồi chị dệt. Rất chị là đẹp. Máy kim khí Bắc miền Trung cũng không làm, sao em vào chỉnh rất là sao làm được. Máy kim khí Bắc miền Trung. Đấy, anh mới nói này, thực ra nó phải là kinh nghiệm chứ không phải là gì cả đúng không? Không có kinh nghiệm thì đừng có nói chuyện gì cả. Đúng không? Nó như kiểu lái xe, nó thật như lái xe mà bây giờ nói ông thầy dạy đến 10 đến có tiến sĩ lái xe đi nữa nhưng mà đem ra đường vẫn chết. Quan trọng nó là kinh nghiệm. Ngày các anh làm vào năm chơi máy chơi là ra sản phẩm. Nói chung đây là anh này quản lý ở đây đấy, quản lý đây. Quan điểm làm kỹ thuật về đến máy móc thì con người chuẩn bị tốt thì mọi người nó sẽ tốt, thế còn mọi việc sẽ tốt. Còn nếu mà chuẩn bị kém thì không kèm theo cái chất lượng đầu vào mà nó kém thì nó sẽ không có hiệu quả. Ở đây thì tôi cho rằng đi khảo sát cái dây thép này thì các anh cũng đánh giá là khá tốt trong cái thương hiệu TQIS. Đấy. Khá tốt cho thương hiệu TQIS. Làm bền, không đứt. Đây là anh ấy cũng có kinh nghiệm về chỉnh máy rất là tốt. Thôi xin phép chào mọi người.